Xin chào các bạn, hôm nay là ngày mùng 2 Tết và đáng ra thì mình sẽ phải livestream cái sự kiện phê thơ này giống như đã hứa với các bạn trên sự kiện Bookmaster. Tuy nhiên là vì ở khu nhà mình thì xung quanh hát karaoke, các nhà ở xung quanh đấy tụ họp nhau hát karaoke quá ở Mỹ. Vì thế nên là mình quyết định tranh thủ chạy ra một góc ở quán trà Mộc Thanh và mình sẽ ghi hình về buổi phê thơ này, sẽ phát ở trên Facebook của Book Hunter. Hôm nay chủ đề phê thơ của chúng ta sẽ là về xuân tha hương. Năm nay thì vì Covid-19 và có rất nhiều người không thể về quê ăn Tết được, vì vậy cho nên là có lẽ là sẽ rất nhiều người sống trong tình trạng đón Tết trong tình trạng một mùa xuân tha hương. Những bài thơ hôm nay đọc thì đều khá buồn và chưa chắc là đã đúng cái tâm trạng của những người tha hương hiện nay, bởi vì một cái Tết tha hương có lẽ còn khiến cho nhiều người cảm thấy vui vẻ, không phải đảm nhận những cái công việc liên quan đến chuyện bếp núc cỗ bàn ở quê, hay là không phải chịu đựng những cái tiếng ồn karaoke ở quê đúng không? Mình sẽ pha một ấm trà và chuẩn bị bắt đầu cho buổi phê thơ. Thường thì những cái buổi phê thơ này của bọn mình ấy, thì bọn mình sẽ tổ chức ở thư viện Cái Giếng của chị Nghiêm Hoa. Thế nhưng mà từ đợt Covid thì thư viện Cái Giếng ấy phải đóng cửa. Và các sự kiện offline của bọn mình thì đều tạm thời dừng. Thay vì đấy thì mình chuyển hết sang sự kiện online. Buổi phê thơ này bình thường trong những cái buổi nói chuyện ở Cái Giếng thì sẽ không ghi hình lại. Thế nhưng mà bởi vì là bọn mình không thể nào mà tổ chức được với nhau, mà hôm nay sẽ chỉ có một mình nói thôi. Vì thế nên trong sự kiện này thì hôm nay thì mình sẽ ghi hình lại để có thể phát sóng cho tất cả mọi người nghe. Hơn nữa là mình nghĩ rằng là trong ngày đầu xuân thì đọc một chút thơ ca có lẽ nó cũng khiến cho mùa xuân trở nên lãng mạn hơn. Những bài thơ hôm nay mình chọn thì có tất cả là 3 bài thơ. Bình thường thì trong phê thơ sẽ có 5 bài thơ và số lượng bài thơ sẽ tăng lên nếu như mà số lượng người đăng ký hơn 5 một chút. Thường thì mỗi buổi đấy bọn mình chỉ làm có 5 người thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng có một số bạn mong muốn đến đông hơn thì mình vẫn in thêm nhiều. Thì hôm nay mình chọn 3 bài, trong đó thì có một bài thơ đường và 2 bài thơ thời 30-45. À xin lỗi, một bài thơ 30-45 và một bài thơ năm 60. Ở trong cả 3 bài thơ này ấy, thì đều nói về tâm trạng của những cái người mà vào trong ngày xuân đáng ra phải về nhà sum họp với gia đình, đoàn tụ với gia đình, nhưng mà lại sống ở trong một cảnh lang thang. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc bài thơ đầu tiên nha. Mời các bạn uống trà. Chúng ta sẽ đi ngược dòng thời gian một chút nhé. Ta đến với bài thơ của Nguyễn Bính. Bài thơ này thì làm vào khoảng những năm 60. Có một cái không khí hoàn toàn khác rất nhiều so với thơ tình yêu của Nguyễn Bính trước năm 45. Ta biết là trước năm 45 thì Nguyễn Bính thường viết những cái câu thơ về những cái mối tình ở nông thôn, và cùng với Xuân Diệu thì ông là hai nhà thơ ông và Xuân Diệu là hai nhà thơ mà viết về tình yêu lãng mạn nhất. Thế nhưng mà
trong bài thơ này nó lại là một không khí hoàn toàn khác. Đây là bài Xuân Vẫn Tha Hương. Có một bài thơ ông ấy viết bài Xuân Tha Hương. Cái bài thơ Xuân Tha Hương đấy thì nằm ở trong tập 12 Bến Nước. Và ông ấy viết theo lời gọi là gửi chị Trúc. Thế nhưng mà bài này không phải Xuân Tha Hương mà là Xuân Vẫn Tha Hương. Tức là ông ấy tha hương không phải chỉ một lần mà tha hương nhiều lần, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy không khí trong bài thơ này nó có một cái gì đó rất hoang mang. Có dường như ông ở trong một hoàn cảnh khá là hỗn loạn và bất định và không biết tương lai tới như thế nào. Bài thơ như thế này ông ấy vẫn đề là gửi chị Trúc. Bốn bể vẫn chưa yên sóng gió, xuân này em chị vẫn tha hương, vẫn ăn cái Tết ngoài thiên hạ, son sắc say hoài rượu bốn phương. Em đi non nước xa khơi quá, mỗi độ xuân về bao nhớ thương, mỗi độ xuân về em lại thấy buồn như tên lính ở biên cương. Thời chưa gặp đỏ nằm suông mãi, suông cả ân tình, rượu cũng suông. Trước mặt bút nghiêng sầu tịch mịch, quanh mình chăn chiếu rộn tang thương. Một thân quán trọ sầu phong tỏa, đốt ngọn đèn lên bóng rợn tường. Đêm 30 Tết quê người cũng, tiếng pháo giao thừa dậy tứ phương. Chị ạ, em không người nước sở, nhớ nhà đâu mượn địch trương lương. Đất khách tình dâng hòa mắt lệ, ôi nhà, ôi chị, ôi quê hương. Tử em lưu lạc ngoài muôn dặm, một đoạn đường đi một đoạn trường. Cửa quan chẳng mở đầu viên bạc, chi kỷ không ai mắt tịch cuồng. Thôn dã từng quen mùi đạm bạc, thị thành thêm chán miếng cao lương. Vụng tính bỏ rơi đi hạnh phúc, xảy ra đánh vỡ mất thiên đàng. Trăm ván cờ cao trăm ván bại, nước người thêm thẹn tiếng mang chuông. Trò đời cúi mặt xem thiên hạ, thực đáng cười thay, thực đáng thương. Chọc phú ti toe bản thế sự, đĩ già tấp tảnh nói văn chương. Đã coi đồng bạc như non thái, lại học đòi theo thói mạnh thường. Lẳng lơ đi võng đi tàn cả, gái chính chuyên kia đứng vệ đường. Đất đổi hoa màu, nhà đổi chủ, trâu quên mục tử, ngựa quên chuồng. Thay đen đổi trắng, bao canh bạc, vẽ nhọ đen dâu mấy lớp tuồng. Trói vo hồn lại ba đồng bạc, bán rẻ đời đi nửa đấu lương. Chao ôi giả dối ôi mai miệng, sống chật phồn hoa một lũ mường. Chị ơi tất cả là vô nghĩa, chả nhiễu điều nào phủ giá hương. Tay trắng bạn bè đều tránh mặt, xa cơ thân thích cũng khinh thường. Sông lạnh thấy đâu người gọi gió, trăng tà tìm mãi kẻ mài gươm. Áo xanh bạc nửa màu sương gió, xót kẻ ăn nằm trong gió sương. Đẩy vơi tâm sự cùng ai tỏ, mộng lạnh đêm xưa chiếu lạnh giường. Quê nhà gối chiếc thôi rồi kẻ, chiên nửa vầng trăng với dặm trường. Son phấn hững hờ niềm sắt đá, sông hồ vỏ võ nỗi yên cương. Chị ạ, duyên em mà chẳng đẹp, chỉ vì không đọc chuyện Tây Sương. Người yêu buổi ấy lên xe cưới, cũng khóc cho tròn ý nhớ thương. Khắp như xử nữ vu quy nhật, lệ có thành sông chuyện cũng thường. Trò đời chẳng hẹn nhau lần gặp, đập nát cho rồi nửa mảnh gương. Duyên mới đẹp lòng người xử nữ, đầu sông ai nhớ cuối sông tương. Tàn lạnh lòng em từ buổi ấy, vơi tình thôi hết cả tơ vương. Chị ở quê chồng xuân có đẹp, con đò bến cũ có thê lương. Nêu cao pháo nổ trầm thơm ngát, hoa bưởi hoa cam rụng ngập vườn. Mưa xuân rắc bụi quanh làng mạc, gái lịch trai thanh chật phố phường. Lá hộc hồ tơ tay ngọc hái, sông hồ vỏ võ nỗi yên cương. Nhưng dù Tết đẹp hay xuân đẹp, chắc chị chưa hề nguôi nhớ thương. Người đi buổi ấy tàn hoa phượng, cõi thục xa xôi mấy dặm trường. Phong ba tự nổi trong đời chị, tóc rối xuân xanh mái nhạt hường. Qua đỏ mấy độ sầu sông nước, dệt mộng bao lần tuổi phấn hương.
Tháng hẹn trở rơi cơn lá úa, đêm tần đợi khuyết cái trăng xuông. Chỉ tổ tài cao trời đất ghét, một thân oan khổ mấy trăm đường. Cuối thu mưa nát lòng dâu bể, ngày muộn chuông đau chuyện đá vàng. Em thường cầu nguyện, thường ban vái, một sớm thanh bình mặt đại dương. Bao giờ em được về quê cũ, dâng chị bài thơ Xuân Cố Hương. Một bài thơ rất là dài. Và bài thơ thì chúng ta thấy ở trong đấy có một cái nỗi, một cái tâm trạng tang thương. Tang thương là một cái tâm trạng mà một cái nỗi đau khi mà nhìn thấy mọi thứ ngày xưa đến giờ nó đã thay đổi, nó không còn như thế nữa. Và trong tang thương đấy có một cái tâm trạng hối tiếc, buồn bã và nhớ nhung. Nếu như mà các bạn đọc những cái tác phẩm thơ hoặc là văn thời thế kỷ 18-19 ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là các nhà văn, nhà thơ thời đấy thì thường có một cái tâm trạng tang thương như thế. Và cái tâm trạng tang thương này thường đến khi mà trải qua một cái cuộc thay chiều đổi đại, một cuộc biến đổi. Thì ở đây Nguyễn Bính cũng có một tâm trạng như vậy. Bởi vì chúng ta biết là thế kỷ 20 ấy, thì có một cuộc thay chiều đổi đại, đúng không? Đấy là cuộc thay chiều đổi đại, chuyển từ xã hội phong kiến sang xã hội cộng sản. Và rất nhiều những giá trị cũ thì mất đi. Nguyễn Bính tỏ ra rất là thất vọng với cái sự mất đi đấy. Cho nên ông ấy mô tả một loạt những cái hình ảnh như là lẳng lơ đi võng đi tàn cả, gái chính chuyên kia đứng vệ đường. Một cái cuộc thay đổi, những gái lẳng lơ điếm thì bây giờ đi võng đi tàn như là những cái người quý tộc, còn gái chính chuyên thì bây giờ phải ra đứng vệ đường. Rồi đất đổi hoa màu, nhà đổi chủ. Nhà đổi chủ hiển nhiên rồi, đúng không ạ? Những cái người mà đã từng sở hữu đất đai một thời thì bây giờ không còn nữa, chuyển về cho những cái người sở hữu mới. Rồi trâu quên mục tử, ngựa quên chuồng. Ông ấy gọi luôn là nó là một cái canh bạc ấy, mà người ta thay đen đổi trắng bao canh bạc. Và bên cạnh đó thì ngoài cái tâm trạng tang thương đấy ra thì nó còn có một cái sự thất vọng trước những cái cảnh đời mới, với những cái con người, những cái mô hình con người mới nó xấu xa, nó tệ hại, nó kém cỏi. Nhưng mà bây giờ thì là những người thắng cuộc. Ta thấy một loạt những hình ảnh, đấy là sống chật phồn hoa một lũ Mường, hay là ví dụ như hình ảnh đấy. Còn những cái người mà trong cái xã hội cũ ấy, thì bị rơi vào một cái tình trạng gọi là tay trắng bạn bè để tránh mặt, xa cơ thân thích cũng khinh thường. Rồi những cái hình ảnh đẹp đẽ của một cái thời đại cũ thì nó không còn nữa. Sông lạnh thấy đâu người gọi gió, trăng tà tìm mãi kẻ mài gươm. Còn Nguyễn Bính ở trong toàn bộ cái bối cảnh đấy thì là một người mà tha hương. Mà ông ấy tha hương hỏi vì ông ấy đi chơi. Ví dụ như là có những nhà thơ cũng có tâm trạng tha hương, ví dụ như Lý Bạch chẳng hạn, thì ông ấy đi phiêu lưu và thỉnh thoảng thì ông ấy nhớ về cố hương. Và ta thấy là có những cái bài như bài Tĩnh dạ tư, nỗi nhớ nên thanh tĩnh. ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Thế nhưng mà Nguyễn Bính thì không như vậy. Ông ý ở trong một tình trạng tha hương vì những cái tư tưởng, những cái mong muốn, những cái khát vọng của ông ấy thì nó sụp đổ. Cho nên ông ấy viết một câu là trăm ván cờ cao, trăm ván bại. Đó là một cái tâm trạng chán nản, vì thấy những cái ước vọng của mình không thực hiện được. Có lẽ là những nhà hoạt động xã hội mà
ở trong tâm trạng bây giờ có lẽ cũng sẽ có phần nào đó cảm thấy đồng cảm với những cái nỗi lòng của Nguyễn Bính. Chúng ta thấy rằng Nguyễn Bính trong bài thơ này thì hoàn toàn rất khác, đúng không? Chúng ta thấy rằng ông ấy không phải chỉ làm thơ tình nữa, không phải chỉ là những cái bài thơ tình ngày xưa trong thời 30-45, và dường như ông ấy không phải là một nghệ sĩ đầu chỉ biết bay, biết tâm hồn treo ngược trên cành cây, mà ông ấy thực sự mong muốn mang lại và thay đổi. Nếu như mà các bạn đọc về tiểu sử Nguyễn Bính thì các bạn sẽ biết rằng là khoảng những năm 50 thì Nguyễn Bính có một loạt những cái hoạt động mà mong muốn là phục dựng lại văn hóa Việt Nam. Nói là phục dựng văn hóa Việt Nam không đúng, mà là phục dựng lại những cái tinh thần thơ ca, những cái tinh thần văn chương, tạo ra những cái lớp nghệ sĩ mà họ không luồn cúi về mặt cường quyền hay là tiền bạc. Thế nhưng mà ông ấy đã thất bại trong những cái hoạt động đó. Vì thế nên là ông ấy mới có một cái câu gọi là trăm ván cờ cao, trăm ván bại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài thơ thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài thơ thứ hai. Đấy là bài Xuân của Chế Lan Viên. Bài này thì nó không hoàn toàn là một cái tâm trạng tha hương, nhưng mà một cái tâm trạng đối nghịch với những bài thơ Xuân khác. Nếu như mà thơ Xuân trong văn chương 30-45 là những cái bài thơ mà ca ngợi đất trời đẹp đẽ rồi ca ngợi tình yêu, thì bài Xuân của Chế Lan Viên là một cảm xúc hoàn toàn đối nghịch. Và thấy ở đây có những câu như này: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi Xuân lại gợi thêm sầu, với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng, với của hoa tươi muôn cánh giã, về đây đem chắn nẻo xuân sang. Ai biết hồn tôi say mộng ảo, ý thu góp lại cản tình xuân. Có một người nghèo không biết Tết, mang lì chiếc áo độ thu tàn. Có đứa trẻ thơ không biết khóc, vô tình bỗng nổi tiếng cười ran. Chao ôi mong nhớ, một cánh chim chim thu lạc cuối ngàn. Tác giả khẳng định một cách rất rõ ràng rằng ông ấy mang một cái tâm trạng mùa thu đi vào mùa xuân, và ông ấy không muốn đánh đổi cái tâm trạng mùa thu đấy để sống trong một cái mùa xuân hừng hực. Bài thơ này ấy, thì theo mình nó là một cái lời tuyên ngôn hiện đại, nhưng mà lại chống lại những cái xu hướng của thơ hiện đại. Đấy là quan điểm của mình thôi. Thơ hiện đại thì họ thường, thơ hiện đại của 30-45 ấy thì thường định vị một mùa xuân rất là khác với cả trong thơ Đường Thi. Và thường là nói về mùa xuân như là những cái ngày tháng tươi đẹp của tình yêu, ca ngợi tình yêu. Chúng ta thấy cái tinh thần đấy nằm trong tất cả các bài thơ của Xuân Diệu, rồi ngay cả Hàn Mặc Tử, nhà thơ điên, ông cũng có những cái bài về mùa xuân, tình yêu mùa xuân. Mùa xuân thì ví với những cô gái căng tròn sức sống. Rồi thơ Nguyễn Bính, đúng không? Nguyễn Bính thì có cái bài Mùa Xuân Xanh ấy, cũng nói rất là nhiều về về cái sự hấp dẫn, rồi sự đâm chồi nảy lộc, sự sinh sôi nảy nở mùa xuân. Thế nhưng mà bài thơ này thì lại giữ một cái không khí, đấy là nỗi sầu, nỗi buồn man mác mà rất phổ biến ở trong thơ cổ. Cái lời tuyên ngôn đấy của Chế Lan Viên nó cũng hoàn toàn là mình nghĩ là nó hợp với toàn bộ những cái bài thơ khác của Chế Lan Viên, vì Chế Lan Viên chọn một cái dòng thơ, đấy là dòng thơ tâm trạng oán của những cái bóng ma
hời, tức là bóng ma Champa ấy. Và những cái tập thơ đầu tiên, tập thơ Điêu Tàn ở trên Lâm Viên thì đều thể hiện cái tâm trạng đó. Vì thế cho nên với bài thơ Xuân của Trí Lan Viên giống như một cái tuyên ngôn rằng là cho dù mùa xuân có đến, cho dù tất cả đều hừng hực với những cái mới, thì tôi sẽ vẫn tiếp tục mặc mãi chiếc áo cũ, giữ mãi cái tinh thần cũ, những cái tâm trạng cũ. Cho nên mới có hình ảnh là có một người nghèo không biết Tết, mang lì chiếc áo độ thu tàn. Đấy là Trí Lan Viên. Bây giờ ta sẽ đến với bài thơ thứ ba và là bài thơ cuối cùng của một, đây là một bài thơ đường. Chúng ta thấy rằng là tâm trạng mùa xuân trong thơ đường cũng không vui vẻ mấy. Có lẽ bởi vì các nhà thơ thời đường thì có một cái tâm trạng xuân tha hương rất là rõ rệt. Không phải chỉ riêng bài thơ này mình chọn, mà các nhà thơ như Lý Bạch, Đỗ Phủ, rồi về sau có nhà thơ Lý Thanh Chiếu, rồi Tống, thì cũng có một cái tâm trạng rất là buồn khi mùa xuân đến. Hoặc là nếu bạn nào mà xem bộ phim Hồng Lâu Mộng, có một cái bài Táng Hoa Từ, bài đấy thì không phải là tha hương, nhưng mà lại nói về cái sự suy tàn của mùa xuân ngay cả khi mùa xuân đang rất là đẹp với những cái bông hoa đào nở rộ. Thì bài thơ này nó cũng ở trong một cái niềm cảm hứng như thế. Bài thơ này là bài thơ Phong Vũ của Lý Thương Ẩn. Bài này thì do mình dịch, mình biết bài thơ này ấy, thì không phải là do, và mình để ý đến bài thơ này thì không phải là do mình đọc thơ Lý Thương Ẩn, vì thơ Lý Thương Ẩn thì không phải là nhà thơ mà mình quá là yêu thích để có thể đọc tất cả tác phẩm của ông ấy. Thế nhưng mà mình biết đến bài thơ này thì từ một cái chuyện kiếm hiệp của Trung Quốc, đấy là chuyện Thính Tiết Lâu. Ở đấy có một cái tổ chức bang hội tên là Phong Vũ, và cái tổ chức bang hội đấy thì của một con người đã, anh ta bị rơi vào cảnh nhà tan, thế nên anh ta lập ra một cái bang hội thường xuyên treo cái bài thơ Phong Vũ, và đặt tên bang hội là Phong Vũ để thể hiện một cái tâm trạng là nhớ nhung gia đình, một cái tâm trạng tha hương. Bài Phong Vũ như thế này ạ. Mình sẽ đọc bản tiếng Hán trước, sau đó vào bản tiếng Việt mình dịch nha. Thê lương bảo kiếm thiên, kỳ bạc dục cùng niên, hoàng diệp nhưng phong vũ, thanh lâu tự quản huyền, tân chi bao bạc tục, cựu hảo cách lương duyên, tâm đoạn tân phong tiểu, tiêu sầu đấu kỳ thiên. Bản dịch của mình như này ạ. Thiên bảo kiếm buồn thương, năm tận vẫn tha phương, lá vàng mưa gió đổ, lầu xanh đàn địch vương, kẻ mới quen thói bạc, người xưa cách muôn phương, toàn bỏ tân phong tiểu, ngàn chén sầu nào uông. Bài thơ này có một loạt những hình ảnh ta thấy đúng không? Vào giữa mùa xuân, năm tận tức là năm hết, chuẩn bị mùa xuân mới sắp đến, thì nhà thơ vẫn đang tha phương. Lý Thương Ẩn, mình đoán rằng là ông ấy viết bài thơ này khi mà ông ấy đang, chắc chắn là ông đang trong tình trạng tha hương rồi, đúng không ạ? Và cái lý do mà dẫn đến chuyện tha hương đấy là ông ấy bị rơi vào một cái cuộc đấu đá trong triều đình nhà Đường. Ông ấy, mình nghĩ ông ấy không phải là người mà quá là quan trọng những cái câu chuyện về đấu đá chính trị, nhưng mà ông ấy lại có một cái mối quan hệ với cả hai phe đối lập nhau ở trong triều đình nhà Đường lúc bấy giờ. Và cuối cùng là ông ấy bị rơi vào tình thế bị cả hai phe đều coi như là kẻ thù, nghi ngờ. Rồi cuối cùng cái sự nghiệp quan lộ của ông ấy cũng không được thuận lợi. Ông ấy phải tha phương, phải sống một cái đời sống tha phương. Và ở trong cái tình trạng mà con đường quan lộ nó không thuận lợi đấy, thì Lý Thương Ẩn cũng thường xuyên qua lại trốn lâu xanh.
Bởi vì thực ra Lầu Xanh ấy, thì lại là nơi mà những cái cô gái thì những cái cô gái điếm ấy, thì không không bị những cái hạn chế về tam tòng tứ đức, và lại là những cái người mà giỏi đàn ca rồi giỏi thơ phú. Vì thế nên là có thể nói rằng là Lý Thương Ẩn tìm đến cái chỗ Lầu Xanh như một cái chỗ nương thân, chỗ tìm vui, chỗ được là chính mình. Vì thế chúng ta thấy ở trong này ông ấy tả cái cảnh gọi là Lầu Xanh đàn địch vương, đúng không? Lá vàng mưa gió đổ, Lầu Xanh đàn địch vương. Bên ngoài là không khung cảnh lá vàng và mưa gió đều rơi. Không rõ là liệu vào những năm hết Tết đến này thì liệu có thực sự có lá vàng hay không, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là lá vàng và mưa gió đổ ở đây thì nó chính là cái biểu tượng cho một cái nó là một cái biểu tượng cho một cái sự nghiệp mà đã đến cái thời kỳ vàng. Lá vàng rơi nó đại diện cho cái hình ảnh người anh hùng nguôi cái tấc lòng đối với cả sự nghiệp kinh bang tế thế của mình. Dụ như ở trong thơ Việt Nam có một câu, có rất là nhiều câu thể hiện cho cái ý chí anh hùng đã nguội lạnh, hoặc sự nghiệp anh hùng đã kết thúc, mà sử dụng hình ảnh lá vàng rơi. Ví dụ như là trong thơ của Tản Đà đúng không? Có cái câu vèo trông lá rụng đầy sân, công danh phù thế có ngần ấy thôi. Còn Nguyễn Trãi thì có câu là kim cổ vô cùng giang mạc mạc, anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu. Có nghĩa là xưa nay thì dòng sông vô cùng, dòng sông chảy miên viễn, nhưng còn anh hùng thì trong lòng có hận thì giống như là lá vàng rơi rụng. Thì cái hình ảnh lá vàng đây cùng với cái phong vũ mưa gió thì nó ngoài cái vấn đề, ngoài cái khả năng rằng nó là tả thực ra thì nó còn mang ý nghĩa biểu trưng như thế. Ngoài ra cái hình ảnh mưa gió và phong vũ, tên bài thơ là Phong Vũ, thì nó có thể đại diện cho, có thể là khung cảnh thật vào những cái ngày cuối cùng ngày 30 Tết, nhưng nó cũng có thể là đại diện cho một cái cuộc đời gặp nhiều gian truân mà Lý Thương Ẩn hay trải qua. Rồi ông ấy cũng giống như Nguyễn Bính, ông ấy ở trong một cái tình trạng là những cái người xưa ấy, thì không còn nữa, còn cái người nay ấy, thì nó bạc bẽo. Có cái câu là kẻ mới theo thói bạc, người xưa cách muôn phương. Rồi rất nhiều lần ông ấy muốn bỏ rượu. Ở trong này nói là Tân Phong Tửu, rượu Tân Phong thì đây là một cái vùng rượu rất là nổi tiếng ở khu vực Thiểm Tây. Chúng ta sẽ thấy rằng là trong thơ Đường thường xuyên nhắc đến rượu Tân Phong này, gọi là thương hiệu rượu nổi tiếng ấy. Nhưng mà đấy chỉ là toan bỏ ấy. Bởi vì là sầu thì chưa nguôi thì làm sao có thể bỏ được rượu. Rượu nó là một cách để kiểu nhà thơ chìm đắm trong cái nỗi sầu. Thì đó là một cái tâm trạng tha phương vào trong ngày xuân mà Lý Thương Ẩn trải qua. Cái tâm trạng này thì nghĩ rằng là có ảnh hưởng khá lớn đến những cái nhà thơ sau này, không phải chỉ có Trung Quốc mà của Việt Nam. Ví dụ như nếu bạn nào mà đọc thơ Nguyễn Du, những cái bài thơ của Nguyễn Du trong 10 năm gió bụi, giai đoạn 10 năm gió bụi khi mà ông ấy phải tha phương đi tìm Lê Chiêu Thống và trốn chạy cái sự truy lùng của triều đại Tây Sơn, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó tràn ngập cái không khí tha phương. Buổi phê thơ hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi ạ. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì Covid sẽ
tạm thời Covid sẽ tạm thời lắng xuống và mình thì có thể tiếp tục tổ chức được những cái buổi phê thơ ở cái giếng. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn.